Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các em đến với sách toán lớp 10 bộ sách cánh diều, chương 5 đại số tổ hợp. Hôm nay cô sẽ giảng cho các em kiến thức trọng tâm của bài số 2, hoán vị, chỉnh hợp. Đầu tiên chúng ta cùng theo dõi vào hình ảnh ở trên màn hình. Trong vòng đấu loại trực tiếp của giải bóng đá, nếu sau khi kết thúc 90 phút thi đấu và 2 hiệp phụ mà kết quả vẫn hòa, thì loạt đá luân lưu 11m sẽ được thực hiện. Trước hết, mỗi đội sẽ phải cử ra 5 cầu thủ để thực hiện loạt đá luân lưu. Trong toán học, thì mỗi cách sắp xếp thứ tự đá luân lưu của 5 cầu thủ như vậy được gọi là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay vào bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là khái niệm hoán vị. Cô có định nghĩa như sau. Cho tập hợp A gồm N phần tử với N thuộc vào tập N sao. Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự N phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của N phần tử đó. Cô sẽ giải thích ra để các em hiểu hơn, dễ hiểu hơn đối với định nghĩa này. Tức là tập hợp A gồm có N phần tử và chúng ta cứ mỗi lần xáo trộn vị trí của N phần tử thì sẽ cho chúng ta một kết quả, và mỗi một kết quả như vậy thì được gọi là một hoán vị. Tức là cứ mỗi một lần xáo trộn thì cho chúng ta một hoán vị của N phần tử đó. Chúng ta cùng làm vào ví dụ 1 để hiểu hơn về định nghĩa này nhé. Hãy liệt kê các số gồm 3 chữ số đôi 1 khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3. Như vậy là đầu bài người ta cho chúng ta tập hợp A gồm có 3 phần tử là 1, 2 và 3. Và yêu cầu chúng ta là liệt kê các số gồm 3 chữ số đôi 1 khác nhau. Các chữ số gồm 3 chữ số đôi 1 khác nhau được lập từ 3 số 1, 2, 3 chính là các cái hoán vị của 3 phần tử. Nghĩa là từ 3 số 1, 2, 3 này chúng ta cứ đảo vị trí của các số trong 3 số trong 3 cái chữ số khác nhau của một số tạo thành ấy. Thì mỗi một số được tạo thành như vậy chính là một hoán vị của 3 phần tử này. Và ta thấy các số gồm 3 chữ số đôi 1 khác nhau theo giả thiết, theo đầu bài yêu cầu thì chính là các chữ số 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 và 3, 2, 1. Như vậy chúng ta thấy ở đây đều là cứ đảo vị trí của các cái chữ số 1, 2, 3 thì mỗi một lần đảo vị trí cho chúng ta một chữ số, cho chúng ta một số gồm 3 chữ số khác nhau, và mỗi một số được tạo thành như vậy là một hoán vị của 3 phần tử. Đây là một hoán vị, đây là một hoán vị, đây là một hoán vị, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy là với tập hợp A gồm có 3 phần tử thì ở đây chúng ta đã tìm được 6 số gồm 3 chữ số khác nhau. Hay nói cách khác là cái hoán vị ở đây có 6 hoán vị của 3 phần tử. Thế thì trong trường hợp tập A chỉ gồm có 3 phần tử thôi thì chúng ta có thể dễ dàng liệt kê và đếm được số các hoán vị được tạo ra từ cái tập hợp A gồm có N phần tử như vậy, gồm có 3 phần tử như vậy. Nhưng trong trường hợp mà N có N nó nhiều hơn, ví dụ 4, 5, 6, 7 v.v. nhiều hơn nữa thì cái việc liệt kê ra và đếm thì nó không được tức là nó không được khoa học, và cái nữa là nó sẽ rất là mất thời gian. Vậy thì chúng ta cần phải tìm ra được một cái công thức để đếm số các cái hoán vị của N phần tử. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xây dựng từ các tập hợp nhỏ xem có một cái công thức nào để có thể tìm được hay không nhé. Trước hết là cô có một cái câu hỏi phụ như thế này. Có thể tìm được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi 1 khác nhau được lập từ các số 1, 2, 3? Câu hỏi này chính là lúc nãy cô vừa đặt ra cho các em là chúng ta đã đếm được ở đây là có 6 cái số tất cả, tức là có 6 cái hoán vị, đúng không ạ? Nhưng đấy là cách đếm. Thế là chúng ta có một cái cách nào để chúng ta có thể tính toán được hay không? Thế thì bây giờ để lập được cái số có 3 chữ số A, B, C, đây tôi ký hiệu như này, đây là một cái số có 3 chữ số, đúng không? Để lập được một cái số như thế này thì chúng ta sẽ phải tiến hành 3 hoạt động diễn ra liên tiếp. Tôi ghi đây là hoạt động 1 này, sau đó đến hoạt động 2, sau đó đến hoạt động 3, đúng không ạ? Trong đó hoạt động 1 đó là chúng ta sẽ chọn chữ số ở hàng trăm, tức là chọn chữ số A.
Sau khi chọn được chữ số A rồi, ở hàng trăm rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang là chọn chữ số ở hàng chục. Sau khi chọn được chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục rồi thì chúng ta sẽ chọn chữ số hàng đơn vị, đúng không ạ? Thế mà vì tập A này gồm có 3 phần tử là 1, 2, 3, thế thì chúng ta chọn cái chữ số hàng trăm trước, thì chữ số A này có thể được chọn từ một trong 3 phần tử của A. Như vậy A sẽ có 3 cách chọn, đúng không ạ? Thế sau khi đã chọn được chữ số ở hàng trăm rồi thì chúng ta sẽ tới chọn chữ số ở hàng chục. Vì chữ số hàng chục này nó phải khác chữ số ở hàng trăm theo đầu bài yêu cầu, cho nên lúc này cái chữ số B này, chữ số ở hàng chục này sẽ được chọn trong 2 phần tử còn lại của tập A, cho nên tương ứng nó chỉ có 2 cách chọn. Tương tự như vậy thì đối với chữ số hàng đơn vị, lúc này chỉ còn có 1 sự lựa chọn mà thôi. Vậy thì số các chữ số các số có 3 chữ số khác nhau chọn từ tập A sẽ là 3 nhân 2 nhân 1 theo quy tắc nhân và bằng 6 số được lập ra. Thế thì đây chính là cái công thức để đếm số các số có 3 chữ số mà lúc nãy chúng ta vừa liệt kê, đúng không? Còn đây thì chúng ta có công thức để tính. Thế thì bây giờ mở rộng ra cho trường hợp là A có 4 phần tử đi. A có 4 phần tử, 1, 2, 3, 4 chẳng hạn nhé. 3, 4, trong đó N bằng 4 này. Thế thì chúng ta cần phải tìm các hoán vị của 4 phần tử chính là số có 4 chữ số, đúng không ạ? Thế thì để lập được số có 4 chữ số khác nhau như vậy thì chúng ta lại phải tiến hành thành 4 hoạt động diễn ra liên tiếp, đúng không? Hoạt động 3 và hoạt động 4. Đó. Hoạt động 1 thì chính là chọn cái chữ số ở hàng nghìn. Và hoạt động 2 chính là chọn chữ số ở hàng trăm. Hoạt động 3 là chọn chữ số ở hàng chục. Và hoạt động 4 chính là chọn chữ số ở hàng đơn vị. Trong đó hoạt động 1 thực hiện trước, thì chữ số ở hàng nghìn được chọn từ tập A gồm có 4 phần tử, nên tương ứng sẽ có 4 cách chọn. Chữ số ở hàng trăm thì lúc này sau khi đã chọn chữ số ở hàng nghìn rồi thì phần tử A chỉ còn lại là 3 chữ số để chọn, hay tương ứng với là chữ số ở hàng trăm còn lại là 3 sự lựa chọn. Chữ số ở hàng chục lúc này sẽ là 2 sự lựa chọn, và chữ số ở hàng đơn vị chỉ còn lại là 1 sự lựa chọn. Vậy số các số có 4 chữ số khác nhau được lập từ tập hợp A sẽ là 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 theo quy tắc nhân, và nó bằng 24 số tất cả. Được chưa? Đấy là trường hợp A gồm có 4 phần tử. Thế nếu như A mà gồm có 5 phần tử thì sao? 1, 2, 3, 4, 5. Tức là với N bằng 5, chúng ta cũng phân tích hoàn toàn tương tự như ở trên. Số các số gồm có 5 chữ số được lập nên sẽ bằng 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Đúng không ạ? Đây là chúng ta cùng nhìn lại cái bài toán này. Trong trường hợp A gồm có 3 phần tử thì số các hoán vị của 3 phần tử sẽ là 3 nhân 2 nhân 1. Trong trường hợp A gồm có 4 phần tử thì số các hoán vị của 4 phần tử sẽ là 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Và trong trường hợp A gồm có 5 phần tử thì số các hoán vị của 5 phần tử chính là 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Và một cách tổng quát, trong trường hợp A gồm có N phần tử thì số các hoán vị của N phần tử sẽ được tính như sau. Trong trường hợp tổng quát này, A có N phần tử thì số các hoán vị của N phần tử trong tập hợp A là N nhân N trừ 1 nhân N trừ 2 nhân N trừ 3 v.v. nhân giảm dần đến 2, 1. Và khi đó chúng ta có công thức để đếm số hoán vị như sau. Tôi ký hiệu PN là số các hoán vị của N phần tử và được tính bằng công thức là N nhân n trừ 1 nhân n trừ 2 vân vân nhân 2 nhân 1, tức là cứ nhân giảm dần từ n cho đến 1. Ta quy ước tích liên tiếp từ 1 đến n được viết là n với dấu chấm than ở bên cạnh và đọc là n giai thừa. Tức là n giai thừa chính là tích liên tiếp từ 1 đến n. Vậy thì số các hoán vị của n phần tử PN được tính bằng công thức
là n giai thừa. Ở trên máy tính cầm tay thì cũng có cái phím bấm là nút giai thừa để chúng ta tính được cái công thức của n giai thừa mà không cần phải sử dụng nhân liên tiếp từ 1 đến n, mà chúng ta chỉ cần có một cái nút bấm là được. Thì khi nào thực hành ở trong bài toán đó thì cô sẽ hướng dẫn tiếp các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành tính số các hoán vị ở trong bài số 2 như sau. Huấn luyện viên chọn 5 cầu thủ An, Bình, Hải, Tuấn, Nam đá luân lưu 11m. Hãy tính số cách xếp thứ tự đá luân lưu của 5 cầu thủ này. Đọc vào đây thì chúng ta thấy là huấn luyện viên có 5 cầu thủ đã chọn ra để đá luân lưu 11m. Và huấn luyện viên sẽ phải sắp xếp thứ tự xem ai là người đá thứ nhất, ai là người đá thứ hai, ai là người đá thứ ba, ai là người đá thứ tư, ai là người đá thứ năm. Và mỗi một lần sắp thứ tự như vậy thì chúng ta được một hoán vị, đúng không ạ? Mỗi lần sắp xếp như vậy thì chúng ta được một hoán vị. Và bây giờ chúng ta, đầu bài yêu cầu là hãy tính số cách xếp thứ tự đá luân lưu, nghĩa là chúng ta sẽ đếm số hoán vị của 5 cái phần tử này. Đúng chưa ạ? Thế thì chúng ta thấy là đây, mỗi cách xếp thứ tự đá luân lưu 11m của 5 cầu thủ chính là một hoán vị của 5 cầu thủ. Như vậy số cách sắp xếp chính là số hoán vị của 5 phần tử và nó chính là P5. Theo công thức thì nó chính bằng 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 và chính bằng 5 giai thừa và bằng 120 cách sắp xếp. Qua ví dụ này thì chúng ta đã hiểu hơn thế nào là một hoán vị và cách để đếm số hoán vị của n phần tử rồi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai là chỉnh hợp. Ta có định nghĩa chỉnh hợp như sau. Cho tập hợp A gồm n phần tử và một số nguyên k với k lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng n. Mỗi kết quả của việc lấy k phần tử từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó thì được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử. Thế thì sau khi đọc xong định nghĩa của chỉnh hợp thì chúng ta sẽ cùng so sánh giữa hoán vị và chỉnh hợp thì nó khác nhau ở chỗ nào. Thì lúc nãy chúng ta vừa học hoán vị có nghĩa là ở tập hợp A có n phần tử thì chúng ta chọn cả n phần tử đó và xáo trộn vị trí giữa chúng. Cứ mỗi một lần xáo trộn thì chúng ta được một hoán vị, đúng không ạ? Thế còn đối với chỉnh hợp thì chúng ta ở tập hợp A có n phần tử nhưng tôi chỉ chọn ra k phần tử từ n phần tử này mà thôi và sau đó xáo trộn vị trí của k phần tử này. Mỗi một lần xáo trộn k phần tử như vậy cho chúng ta một chỉnh hợp chập k của n phần tử. Đó, chúng ta đã hình dung ra sự khác biệt, sự giống và khác nhau giữa chỉnh hợp chập k của n phần tử và hoán vị chưa ạ? Để hiểu hơn thì chúng ta sẽ cùng làm vào ví dụ thứ ba nhé. Hãy liệt kê các số gồm hai chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây chúng ta thấy tập hợp A gồm có 5 phần tử. Nhưng chúng ta không xáo trộn cả 5 phần tử này mà chúng ta chỉ lấy gì ạ? Lấy hai chữ số trong 5 chữ số này và xáo trộn chúng. Thì mỗi một lần xáo trộn hai chữ số như vậy thì cho chúng ta một chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử, đúng không ạ? Đối với bài toán là liệt kê các số gồm hai chữ số, tức là chúng ta sẽ đi tìm tất cả các chỉnh hợp chập k chập 2 của 5 phần tử, đúng chưa ạ? Thế thì cô hướng dẫn như sau. Các số gồm hai chữ số khác nhau được lấy từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5 chính là 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Thế tại sao lại có những con số này? Có nghĩa là ví dụ như chúng ta lấy hai chữ số bất kỳ từ 5 chữ số này. Giả sử như tôi lấy số 1 và số 2 chẳng hạn và xáo trộn giữa chúng thì tôi sẽ thu được hai cái chỉnh hợp, đó là 1 2 và 2 1. Được chưa? Hoặc là tôi lấy hai chữ số 3 4 chẳng hạn và xáo trộn giữa chúng thì tương ứng tôi lại có hai chỉnh hợp tiếp là 3 4 và 4 3. Vậy thì các số gồm có hai chữ số khác nhau đây chính là các cái chỉnh hợp và chúng ta đếm được ở đây là có 20 cái chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử tất cả.
có 2 cái, 20 cái. Thế thì ở đây là chúng ta đếm được là có 20 cái. Thế vậy là câu hỏi lại tiếp tục đặt ra là vậy thì có cái công thức nào để đếm số các cái chỉnh hợp chập ca của n phần tử hay không? Chúng ta cần phải có công thức, bởi vì có những trường hợp là A có số phần tử khá là lớn thì chúng ta không thể liệt kê để ngồi đếm được, mà chúng ta sẽ có một cái công thức để tính, đúng không ạ? Tiếp theo, để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cùng nghiên cứu tới ví dụ số 4 nhé. Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5? À đây, chính ví dụ 4 đây chính là cái câu hỏi là làm sao mà chúng ta lại tìm được là có 20 số như vậy? Nếu thay vì việc là chúng ta đi đếm với các cái liệt kê đấy thì chúng ta có công thức nào để tính hay không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em như sau. Chúng ta thấy là cái tập hợp A của chúng ta gồm có các phần tử là 1, 2, 3, 4, 5, tức là n bằng 5, đúng không ạ? Và câu hỏi là có bao nhiêu số có hai chữ số, có nghĩa là ở đây chúng ta phải lấy ra k bằng 2 phần tử, đúng chưa ạ? Nào, đầu tiên nhé, để lập được số có hai chữ số là khác nhau AB thì chúng ta lại tiến hành theo hai hoạt động diễn ra liên tiếp, đúng không ạ? Trong đó hoạt động 1 đó là chúng ta sẽ chọn chữ số ở hàng chục, và hoạt động 2 là chọn chữ số ở hàng đơn vị. Trong đó chữ số ở hàng chục sẽ là được chọn từ một trong năm chữ số của tập hợp A, nên tương ứng sẽ có 5 sự lựa chọn. Còn chữ số ở hàng đơn vị được chọn sau khi chúng ta đã chọn chữ số hàng chục rồi, nên lúc này cái chữ số hàng chục này chỉ còn có 4 sự lựa chọn nữa thôi, đúng không ạ? Vậy thì số các số có hai chữ số được lập nên từ tập A chính là bằng 5 nhân 4 và bằng 20 số tất cả theo quy tắc nhân. Và số các số có hai chữ số này cũng chính là số các chỉnh hợp chập 2. Số các chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử. Đúng không ạ? Chính là số các chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử. Bây giờ tôi mở rộng thêm này. Nếu như trong trường hợp K bằng 3 thì sao? K bằng 3 thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi tìm số các số có 3 chữ số ABC, đúng không ạ? Thế chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự như ở phía bên trên. Đầu tiên là ta chọn chữ số A thì có 5 khả năng xảy ra. Chọn chữ số ở hàng chục sẽ là 4 sự lựa chọn. Và chữ số ở hàng đơn vị lúc này còn 3 sự lựa chọn. Và theo quy tắc nhân thì nó sẽ bằng 5 x 4 x 3 và bằng 60 số tất cả. Hay 60 số này cũng chính là 60 số, chính là số các chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử sẽ bằng 60. Được chưa? Thế thì trong trường hợp mà K bằng 4 thì sao? K bằng 4 có nghĩa là chúng ta lại phải đi tìm số các số có 4 chữ số A, B, C, D khác nhau được lập từ tập A, đúng không ạ? Và các số này tương tự, nó sẽ bằng 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm quy luật nhé. Mối liên hệ giữa K và N. Trong trường hợp K bằng 2 và N bằng 5 thì cái số 5 x 4 này tôi sẽ viết thành N nhân N trừ 1, đúng không ạ? Nhưng vì K bằng 2 cho nên N trừ 1 tôi có thể viết thành N trừ K cộng 1. Đó. Trong cái trường hợp K bằng 3, 5 thì tôi viết là N vì kích thước N bằng 5 mà. 4 thì tôi viết thành N trừ 1, 3 thì tôi viết thành N trừ 2, đúng không ạ? Nhưng vì K bằng 3 cho nên cái n trừ 2 tôi có thể viết thành n trừ k cộng 1. Đây chính là bằng n nhân n trừ 1 này. Tương tự như thế đối với trường hợp k bằng 4. Đây là n nhân n trừ 1 nhân n trừ 2 nhân n trừ 3. Và lại bằng n nhân n trừ 1 nhân n trừ 2 nhân với n trừ k cộng 1. Thế thì cô lấy 3 trường hợp cụ thể của k bằng 2, k bằng 3, k bằng 4 để đếm số các chỉnh hợp chập k của n phần tử. Chúng ta thấy trong trường hợp k bằng 2 thì nó sẽ là n nhân với n trừ k cộng 1. Trong trường hợp k bằng 3 thì nó là n nhân n trừ 1 nhân với n trừ k cộng 1. Trong trường hợp k bằng 4 thì nó sẽ bằng n nhân n trừ 1 nhân n trừ 2 nhân n trừ k cộng 1. Vậy thì tổng quát lên
trong trường hợp A có N phần tử và cần phải lấy K phần tử ra, vậy thì số các trường hợp chập K của N phần tử sẽ được tính theo công thức như sau. Đây, trong trường hợp tổng quát đối với tập A có N phần tử và ta phải lấy K phần tử từ N phần tử đó, thì số các trường hợp chập K của N phần tử sẽ là N nhân N trừ 1 nhân N trừ 2 vân vân nhân N trừ K cộng 1. Cụ thể hơn thì chúng ta có công thức tính như sau. Ký hiệu AKN là số các trường hợp chập K của N phần tử với K lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng N. Và ta có AK của N sẽ bằng N nhân N trừ 1 nhân N trừ 2 vân vân nhân đến N trừ K cộng 1. Ngoài ra ở máy tính cầm tay thì chúng ta cũng có công thức để tính trường hợp chập K của N phần tử với một nút bấm. Và khi vào phần thực hành tính toán thì cô sẽ hướng dẫn các em cách bấm trên máy tính nhé. Dựa vào cái công thức để đếm số các trường hợp này và dựa vào công thức để đếm số các khoán vị thì chúng ta thấy nó có một cái mối quan hệ, mối liên hệ như sau, cũng giống như ở phần định nghĩa. Cô đã phân tích sự giống và khác nhau giữa khoán vị và trường hợp chập K của N phần tử á, thì ta thấy là cái khoán vị thực chất ra nó chính là trường hợp đặc biệt của trường hợp chập K của N phần tử khi K bằng N. Hay nói cái khác là khoán vị của N phần tử chính là trường hợp chập N của N phần tử. Cho nên ta mới có cái nhận xét là AN của N thì chính là khoán vị của N phần tử. Là vì như vậy. Tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi vào ví dụ thứ 6 để cùng thực hành về cách tính số các trường hợp chập K của N phần tử nhé. Học sinh lớp 10 của trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến thì phải học 12 môn trong một học kỳ. Mỗi ngày thì học 4 môn. Hỏi rằng phòng đào tạo của trường có bao nhiêu cách xếp thời khóa biểu trong ngày? À, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số ở ví dụ 6 như sau. Mỗi thời khóa biểu trong một ngày của học sinh lớp 10 chính là trường hợp chập 4 của 12 phần tử. À, thế chúng ta thấy là gì ạ? Học sinh lớp 10 thì phải học 12 môn trong một học kỳ. Để sắp xếp thời khóa biểu trong một ngày, nghĩa là người ta sẽ chọn 4 môn bất kỳ trong 12 môn đó, sau đó xáo trộn vị trí các môn để lập thành các tiết trong ngày, đúng không ạ? Mỗi một cách xáo trộn, tức là mỗi một cái thứ tự sắp xếp các môn để cho chúng ta một thời khóa biểu. Chính vì thế nên mỗi một thời khóa biểu trong một ngày của học sinh lớp 10 thì lại là một trường hợp chập 4 của 12 phần tử. Vậy thì để đếm xem là có bao nhiêu cách xếp thời khóa biểu trong ngày chính là chúng ta sẽ đếm xem là có bao nhiêu cái trường hợp chập 4 của 12 phần tử. Vậy ta có kết quả là số cách xếp thời khóa biểu trong ngày A4 của 12 chính bằng 12 nhân 11 nhân 10 nhân 9 và bằng 11.880 cái sắp xếp. Đến đây thì cô đã giới thiệu xong các kiến thức trọng tâm của bài số 2. Ở trong bài này thì các em cần nhớ này, thế nào là một khoán vị? Thế nào là một khoán vị này? Rồi là chúng ta phải nhớ được công thức để tính số các khoán vị. Thế nào là một trường hợp và công thức để tính số các trường hợp chập K của N phần tử. Cô rất là mong rằng các em có thể nhớ được khái niệm cũng như công thức tính ở ngay sau khi kết thúc bài học ngày hôm nay. Đến đây cô đã kết thúc bài giảng số 2. Hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.